Thời điểm phải làm việc cũng như học tập tại nhà thì bạn đã mua cho bản thân mình một mẫu laptop nào chưa? Có thể là một số bạn vẫn chưa, có thể là bạn rồi. Nhưng nếu bạn nào chưa ấy, thì mình sẽ tư vấn cho bạn một mẫu laptop mà mình cảm thấy nó phù hợp. Thì đây là một mẫu laptop đến từ HP, đây là HP 15S. Thế chỉ ngắn gọn như vậy thôi. Và mức giá của sản phẩm sẽ là 14 triệu rưỡi. Vậy thì với 14 triệu rưỡi các bạn sẽ nhận được những gì? Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video này. Đầu tiên thì mình sẽ nói về phần thiết kế. Về tổng thể xung quanh các bạn có thể nhìn thấy là nó mang cái hơi hướng thiết kế nhẹ nhàng và các góc đều được bôi tròn và sơn phủ màu bạc. Nó mang đến cho một vẻ đẹp tinh tế hoặc là một cái gì đó tương tự như vậy. Thì lật máy lên thì các bạn sẽ nhìn thấy đầu tiên sẽ là dải loa. Dải loa kiểu đặc trưng của HP luôn. To, dài và âm lượng rất lớn. Bàn phím. Nếu như cái phần thiết kế bên vẻ ngoài này các bạn thấy kiểu rất bo tròn, kiểu rất nữ tính, thì với bàn phím của HP thì nó được thiết kế một cách nó ngược lại. Đó chính là kiểu nó vuông vắn hơn. Và cái cảm giác bấm thì nó vẫn rất tốt trên các mẫu laptop đến từ HP. Tuy nhiên thì có một điểm gọi là mình hơi tiếc là mẫu laptop này không được trang bị đèn đèn, nên nếu sử dụng vào ban đêm thì sẽ hơi một điều khó khăn một chút. Phần trackpad thì thật sự mình không ấn tượng với trackpad này, bởi vì thứ nhất là nó rất bé. Tuy nhiên thì cái cảm giác gì thì mình thấy nó trung bình thôi, các bạn nên sử dụng chuột ngoài. Mình thấy ấy, cái phím chuột trái và phải này, nếu mà bỏ đi mà thay bằng full luôn để kiểu gì được hết ấy, thì nó sẽ là một sự lựa chọn nó tốt hơn nhiều khi so với việc là để hai phím trái phải nó rất to như này. Thì đấy là cái cảm quan cá nhân của mình thôi, còn có thể một số bạn thích thì sao, đấy là mỗi người thôi. Rồi chúng ta sẽ nói về cái phần màn hình. Thì cái phần xung quanh này so với năm 2020 nó không phải là quá nó gọi là siêu mỏng sexy, tuy nhiên nó vẫn rất kiểu đầy đủ khi mà các bạn vẫn có webcam bên dưới phần logo của HP. Thì đây là màn hình 15,6 inch, độ phân giải là Full HD và tấm nền sẽ là tấm nền TN. Thì với cái tấm nền TN ấy thì các góc nhìn các bạn sẽ không được tốt như tấm nền IPS. Tuy nhiên nếu mà sử dụng cho các nhu cầu kiểu giải trí hay làm việc thông thường hoặc là chơi game nhẹ nhàng thì màn hình này vẫn đáp ứng được. Còn đối với những bạn mà cần màn hình kiểu làm đồ họa làm màu thì mình nghĩ nên cắm một cái mẫu màn hình rời thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Cấu hình của mẫu laptop này thực sự là khiến mình băn khoăn. Đối với những bạn nào mà sau khi mình nói xong bạn cảm thấy không băn khoăn thì cũng thấy hơi lạ đấy. Đầu tiên mình sẽ nói về phần CPU. Thì mẫu laptop này mức giá 14 triệu thôi nhưng vẫn được trang bị mẫu CPU tốt, đó chính là Core i5-8265U 4x8 luồng, có sẵn cả 8GB RAM luôn, tức là anh em sẽ không cần phải nâng cấp RAM. Thậm chí nó vẫn được trang bị card giờ là MX130 và 1TB HDD, lại thiếu đi SSD, tức là công hình nó đã rất tốt rồi. Nó chỉ có một cái rất tiếc, đó là không SSD để máy chạy nhanh hơn mà thôi. Nên những bạn nào mà mua máy này về thì mình nghĩ các bạn nên mua thêm một bộ SSD, bởi vì bên trong máy này đã có sẵn chống một slot HDMI 2 nữa rồi. Và một điều nữa vẫn là mình băn khoăn, đó chính là mẫu laptop này vẫn được trang bị ổ đĩa quang, nhưng mà không phải ở trong máy đâu, cũng không phải ở hai bên này này, mà là ổ đĩa quang dạng giờ như này. Mình cũng hơi thắc mắc một chút, bởi vì năm 2020 rồi vẫn tặng ổ đĩa quang dạng giờ, mình thấy nó có kiểu gì ấy, nhưng mà không sao, méo mó có hơn không. Rồi, về phần cổng kết nối thì sao? Cổng kết nối sẽ được giải đều hai bên với hai cổng USB-A, một cổng USB-C, cổng mạng LAN dạng ngạc và HDMI. Và trọng lượng của mẫu laptop này chỉ rơi vào khoảng 2 cân thôi, nên việc mang đi mang lại cũng dễ dàng, không gặp khó khăn gì cả. Thời lượng pin sẽ rơi vào khoảng 4 tiếng. Nói chung là với các nhu cầu kiểu làm việc mà chỗ làm hay là đi mang đi xa ấy, thì mình nghĩ các bạn nên mang theo cục sạc, bởi vì cục sạc của máy mang theo nó khá là nhẹ thôi, không vấn đề gì cả. Và nếu như bạn quan tâm đến những cái sản phẩm laptop của HP hay bất kỳ một sản phẩm nào khác thì đường link sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Các bạn nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Anh Phát Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.